Hello cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cài đặt cái đồng hồ định vị trẻ em C400. Phiên bản này là mẫu mới bên em nhá. Nó sẽ có tính năng gì ạ? Thứ nhất, nó sẽ có thay đổi giây giống dòng đồng hồ của Apple Watch của người lớn. Thứ hai nữa là cái phiên bản này á, nó có thêm một cái tính năng nữa mà các bản khác hầu như không có. Phiên bản này là bản có cài đặt được mật khẩu. Đối với dòng gắn SIM cho học sinh thì đây là phiên bản nâng cấp hoàn toàn, dành cho các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 hoặc thậm chí các anh chị nào mình đi làm cơ quan người ta không có cho mang điện thoại, mình cũng có thể đeo được bản này nha. Có cài đặt mật khẩu này, có tăng giảm âm thanh, âm lượng, sáng tối trên màn hình đồng hồ này, các chức năng khác đầy đủ luôn cho em. Nghe gọi có thể thay được một số cái hình nền cơ bản ở đây nha. Gắn SIM và nó là cái phiên bản có cam gắn bên trong rất là tinh tế luôn. Gắn SIM nghe gọi định vị, gọi video call, máy tính báo thức, đồng hồ bấm giờ, tăng giảm âm thanh, âm lượng, thay dây, các sạc từ cho em, sạc như người lớn luôn. Và phiên bản này là size 45. Ở cái phiên bản màu, các màu mặt màu đen ấy thì nó làm viền thép bóng, còn cái mặt màu trắng nó là viền nhựa như mọi người nha, rất đẹp luôn ạ. À, phiên bản này thì mình có thể thay dây thoải mái này, ví dụ như combo bên em nó sẽ là gồm 2 dây, em chỉ có thể thay dây được, và dây của nó là dây dòng áp quát giống người lớn luôn, mình có thể mua dây size 42 đến 45 là vừa nha. Bán dây thay thế dây bình thường cho em, và trong đơn hàng em sẽ có 2 dây cho mọi người thay đổi cho nó phong phú đa dạng. Cái bản này thì nó có một cái ưu điểm là loa rất là to, pin được tầm khoảng ngày rưỡi, gọi video call, máy tính, báo thức, đồng hồ bấm giờ, tăng giảm âm thanh, âm lượng, sáng tối trên màn hình đồng hồ, cài đặt được mật khẩu, thay đổi giao diện hình nền. Đó, chặn số gọi lạ, vô hiệu hóa trong giờ, quay chế độ không làm phiền, chế độ gọi khẩn cấp SOS, nghe lén, định vị, chụp ảnh từ xa có hết luôn nha. Sau đây bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người đi vào cái tính năng cài đặt này. Để mà cài đặt đồng hồ ấy, thì bước đầu chúng ta sẽ phải thao tác gắn SIM, chuẩn bị cho em một cái SIM 4G nha mọi người nha. Bắt buộc là phải SIM 4G có mạng thì mới có thể là nghe gọi và định vị và cài đặt được. Đó, phụ kiện đi kèm sẽ có đầy đủ sách hướng dẫn cho các bạn này, và có thêm một cái lẫy khóa 7 SIM. Cái khóa 7 SIM này để mình bẩy cái SIM ra, đặt SIM vào cho em. Các sạc đó, phiên bản này nâng cấp hoàn toàn nha. Nó sẽ là sạc từ các bạn đặt vào đây, nó sẽ hút, đặt vào đây hút thôi. Và một đầu gắn vào cục sạc điện thoại của mình cho em là được. Đó, hút rất là chắc chắn cho em. Thế không phải các bạn đeo đồng hồ không phải cắm cái cục sạc gì cả, chỉ cần đặt vào đây thôi. Đặt vào đây thôi là được này. Đó, và combo là 2 dây nha. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người về đặt này. Mình lấy cái khay 7 SIM ở trong hộp đồng hồ ra, đặt vào đây cho em. Nó có một đầu đầu lẫy này, 7 cái khay để SIM này ra. Rồi ok chưa ạ? Xong mình đặt SIM vào nha. Đặt SIM vào thôi, nó sẽ hạn chế cái tình trạng là lắp ngược chiều SIM, bởi vì là mình chỉ cần đặt vào đúng cái khay SIM như này, đúng khớp của nó là được. Đó, sau đó các anh chị cắm vào cho em là xong. Hướng dẫn lắp SIM đấy ạ, mình phải lắp SIM đúng nữa nha. Nhưng trước khi lắp SIM là các anh chị phải quan tâm cho em là SIM nó bắt buộc nó phải là SIM 4G, chứ SIM thường là không được đâu, SIM thường chỉ có nghe gọi thôi ạ. Phải dùng SIM 4G thì mới có thể định vị được. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện thao tác tắt máy khởi động lại cho em nha, thì nó mới nhận SIM. Tắt máy khởi động lại cho nó, đồng hồ nó nhận SIM mà có hiển thị cái mũi tên hai chiều, hiển thị chữ 4G thì mình có thể cài đặt được. Còn trước đó là nếu như không có hiển thị mũi tên hai chiều là sẽ không có cài đặt được đâu mọi người nha. Thì giúp em một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài đặt lại này. Khởi động lại máy này. Thường thì khởi động lại máy tầm khoảng 10 giây là máy sẽ bắt đầu hiển thị. Máy sẽ bắt đầu hiển thị cái thông tin của bóng rồi. Mọi người thấy không ạ? Âm thanh cực kỳ to. Đối với phiên bản này âm thanh rất là to nha. Ánh sáng màn hình khá là tốt nữa. Sau khi đã khởi động lại máy thì anh chị vuốt xuống cho em nha. Vuốt xuống để tìm kiếm thông tin cho em. Đây ạ, vuốt xuống. Nó sẽ hiển thị cái mũi tên hai chiều và có chữ 4G như thế này thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cài đặt cho em này. Để mà cài đặt đồng hồ thông minh ấy, định vị trẻ em bất cứ đồng hồ nào cũng thế thôi. Anh chị tải cho em một cái ứng dụng tên là SeeTracker 2 nha. Tải sẵn về và dùng một cái tài khoản Gmail mới. Cái tài khoản Gmail này nó sẽ đáp ứng đủ tiêu chí là có chữ, có số đầy đủ và tạo mật khẩu cho em nha. Đó, phiên bản này mình như em đã đăng nhập tài khoản có sẵn rồi. Mọi người chưa có tài khoản mọi người bấm vào đăng ký cho em. Thường là phải đăng ký nha. Như em đã có tài khoản rồi thì em sẽ bấm vào đăng nhập. Chọn cái ngôn ngữ Việt Nam ở đây, khu vực châu Á và châu Úc cho em mới được nha. Tôi đồng ý, đọc đồng ý là đăng nhập tự động này, bấm đăng nhập cho em. Đó, còn người nào mà chưa có tài khoản thì phải bấm đăng ký. Bấm đăng ký sau đấy thì làm thế nào chúng ta bắt đầu đi vào quét mã. Quét mã thì chúng ta sẽ lấy ở đâu ạ? Em chị trượt qua bên này cho em. Vào mục thiết bị nha. Nó sẽ có mà mã đăng ký đây. Đó, rồi. Chúng ta sẽ vào quét cho em. Lấy vào cái mục này, bấm vào mục quét thông tin thiết bị, cho vào mặt sau đồng hồ. Rồi quét ra luôn. Đó, như thế này là đã quét được mã này. Sau đó thì anh chị lưu những cái gì? Lưu những cái gì bên trong? Lưu biệt danh ở đây là lưu tên của con, ví dụ như là con tên là Khánh An chẳng hạn. Đó, tôi là bố. Ok, xác nhận này. Thành công, nó sẽ là thành công, lưu trữ thành công thông tin. Thì như thế này, nó sẽ hiển thị luôn cái tính năng định vị của nó luôn, như thế này thì mới được nha. Mới nhận mạng, còn trừ khi mạng các anh chị yếu quá, mạng 2G là nó sẽ không nhận đâu ạ. Hoặc là mình chưa nhận mạng thì mình phải vào trong cái này, trên app này, LVS này, bật lên cho em. Bật cái tính năng LVS lên xong là tắt app đi khởi động lại thì sẽ nhận mạng nha. Tắt app đi khởi động lại trên máy ấy, nó sẽ nhận mạng như thế này là đã nhận mạng rồi. Đã có định vị vị trí rồi. Ok ạ, sau đó mình sẽ đi vào
cài đặt những tính năng gì cần thiết. Thứ nhất là mình sẽ cài đặt tính năng cài đặt danh bạ này, cài đặt danh bạ cho em nhá. Cài đặt danh bạ thì chúng ta sẽ vào mục danh bạ này. Đó, sau đó chúng ta thêm vào số, ví dụ số của bố chẳng hạn. Bố nhá, số điện thoại như thế nào đấy chúng ta nhập lên cho em. Đó, mình lưu số vào, lưu số người quản lý nhá. Cái số người quản lý là cái số sẽ gọi được video call ấy, người quản lý đấy ạ. Thêm tiếp số của mẹ này. Đó, thiết lập thành công. Đó, ví dụ như thế nha. Thì mình sẽ cài tiếp đến những tính năng khác. Cần lưu số của ai mình lưu số vào cho em. Rồi mình sẽ cài đến cái tính năng gọi số SOS là những số gia đình. Đây là những cái số mà anh chị cần để trong trường hợp con gọi khẩn cấp. Ấn cái giữ nút nguồn này 3 giây thì nó sẽ gọi đến cái số của người cần gặp nhất. Tức là gọi cái số đầu tiên là cái số của mẹ chẳng hạn, số của bố mình lưu vào 3 số ở đây. Nếu mẹ không nghe chuyển sang cho bố, bố không nghe chuyển sang cho ông bà. Ví dụ như thế nha. Gọi khẩn cấp SOS đấy ạ. Và chế độ nghe lén giám sát từ xa là cái chế độ mà mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào và bấm xác nhận thì đồng hồ nó sẽ tự động gọi lại cho mình. Các chế độ khác như là chế độ lớp học thì nhập giờ vào, thêm khoảng thời gian trong giờ học, nó là chế độ không làm phiền. Rồi các tính năng khác như là tìm kiếm cái thiết bị hay là cài đặt ngôn ngữ này, ngôn ngữ thì mình chọn ngôn ngữ Việt Nam ngay từ đầu rồi. Còn múi giờ nhá, cái này quan trọng này, múi giờ các anh chị vào mục múi giờ, chọn múi giờ GMT cộng 7, thường nó hay mặc định rồi. Nhưng nếu mà ai mà thấy lệch giờ thì chọn cho em GMT cộng 7 nhé. Tùy những dòng điện thoại có những dòng nó lệch tiếp thì mình chọn cho em GMT cộng 8 sẽ được. Đó, đây là cái tính năng, những cái tính năng tắt thiết bị từ xa hay là xóa tài khoản. Xóa tài khoản là trong trường hợp nếu như lỡ các anh chị muốn đổi từ sim này sang sim khác thì mình bắt buộc mình phải xóa tài khoản đi để mình lắp sim khác và mình đăng ký mới từ đầu nhá, không là nó sẽ khóa tài khoản luôn ấy. Nó sẽ chỉ mỗi đồng hồ nó sẽ chỉ có một cái tài khoản thôi. Mình muốn thay đổi thì mình phải xóa cái tài khoản cũ và đăng nhập lại, đăng ký mới từ đầu. Đó, cuộc gọi video call thì mình bấm vào đây xem. Đó, gọi điện cuộc gọi video call cho con này. Ví dụ như thế nhá. Thì mình sẽ yêu cầu gọi video call. Như này, yêu cầu gọi video call bố đang gọi đến này. Đó, anh chị bấm nghe xem. Nếu như cài đặt có mạng xong là các anh chị sẽ gọi được bằng video call luôn. Rất là ok ạ. Đó, đây. Khi mà điện thoại với đồng hồ nó đang để cạnh nhau ấy, thì nó sẽ có cái độ rè. Còn anh chị bỏ ra ngoài thì nó sẽ bình thường nhá. Các tính năng khác thì anh chị có thể tham khảo thêm nha. Và nghe lén thì mình nhập số của mình vào, gọi khẩn cấp thì mình gọi trực tiếp. Còn trên này thì nhắn thoại thì nhắn văn bản này. Ví dụ mình nhắn tin cho con, mình nhắn này. Đó, bây giờ em sẽ test cái tính năng tin nhắn thoại cho mọi người nha. Giữ và nói này, bấm vào chữ này. Đó, bấm chỗ này nó sẽ có cái mục giữ và nói. Khánh An ơi, con có ở nhà không? Đó, bên này nó sẽ báo là bạn có tin nhắn mới nha. Tin nhắn mới này. Thành An ơi, con có ở nhà không? Đó, rất là ok đúng rồi nha. Đầy đủ các tính năng tiện ích cho em nha. Rồi, test về gì tính năng nghe lén chụp ảnh từ xa nữa này. Ví dụ chụp máy ảnh từ xa là những cái yêu cầu của mình. Mình yêu cầu là chụp hình đi. Thì trên điện thoại nó sẽ chụp hình nha. Đó. Trên này, ok. Nó chụp xong rồi thì mình sẽ vào mục album, mục ảnh của mình nhá. Vào trên này, máy ảnh từ xa này, nó sẽ hiển thị luôn cái ảnh của mình vừa chụp. Đó là cái ảnh như thế này nha. Đó. Rồi thêm tính năng gọi điện từ xa này, gọi nghe lén từ xa, mình sẽ nhập cái số của mình vào. Ví dụ mình nhập cái số của mình vào thì đồng hồ nó sẽ tự gọi lại cho mình thôi. Nó mà khi mà mình bấm tính năng nghe lén hay chụp ảnh từ xa ấy, là nó sẽ không có bấm gì ở trên đồng hồ này lại và nó đang gọi này. Cái này là em đang lấy số của chồng em để gọi cho nên nó báo như thế này nha mọi người nha. Đó thì mình có thể là thực hiện cái tính năng test gọi từ xa là như vậy. Đầy đủ các tính năng tiện ích cho em, còn cài mật khẩu thì như thế nào? Đó, khi mà mình bấm gọi điện từ xa là máy sẽ không bấm lên được và khi tắt gọi điện từ xa nó sẽ hiển thị lên nha. Cái tính năng cài đặt mật khẩu thì anh chị cứ vào trong mục cài đặt xong là nhập mật khẩu của mình lên thôi. Bấm cho phép cho em này, không nhập số lên nha. Nhưng mà lưu ý là mình phải nhập số đúng, chứ không đến lúc quay lại á là nó
nhập số cái tập bản bản vì nó bé như này, ví dụ này này số 8 thì nó phải là số 8 chứ đừng bấm vào số 0, xong đến lúc là nó sai nha, nó sai là mình không làm được đâu. Ví dụ 4 số 8 này đó, đó nó yêu cầu nhập lại tiếp một lần nữa này. Ok chưa ạ? Đó được rồi nha, thì mình tắt máy đi, yêu cầu mật khẩu nó phải yêu cầu mật khẩu mới cho mở máy, mật khẩu ví dụ như vậy đó. Thì mình có thể là cài đặt các tính năng theo cái hướng dẫn của em nha. Như vậy là em đã hướng dẫn cho mọi người cài đặt xong cái đồng hồ định vị trẻ em C400. Rất dễ sử dụng thôi ạ, đơn giản dễ sử dụng nha. Anh chị em quan tâm thì click vào giỏ hàng tham khảo thêm một số mẫu nữa cho em. Rất nhiều mẫu bên em có nhiều lắm, học sinh tiểu học, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 có đầy đủ cả luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ.